Sáng dậy cứ tập động tác này 1 phút, bệnh nào cũng khỏi, sống khỏe đến già, thọ 100 tuổi. Wow. 1. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau trong 1 phút, sau đó giữ nguyên hai lòng bàn tay úp vào nhau trong 10 giây. 2. Xoa lòng bàn chân giúp đánh bay hàng tá bệnh, cải thiện huyết áp, duy trì khả năng sinh lý, nhất là đối với phái mạnh. 3. Xoa bóp vành tai giúp khai thông kinh mạch, khỏe mạnh đến già. 4. Vặn mình giảm đau lưng, giúp cột sống linh hoạt. 5. Chải đầu bằng tay cực kỳ tốt cho tim mạch và não bộ. 6. Xoa bụng 10 phút khỏi lo huyết áp, tai biến, giúp giải độc cơ thể bằng đường tiêu hóa, tiết niệu. 7. Dây bóp mũi, dùng hai ngón tay bóp vào vành mũi rồi vuốt dọc từ trên xuống theo sống mũi, loại bỏ các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn đường hô hấp. Giảm ngạt mũi, phòng ngừa bệnh tim mạch đột quỵ. 8. Đào mắt hàng ngày, đảm bảo mắt sáng hơn đèn.